Chào các bạn và các anh em đến chim đêm ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về một cái máy chạy băng cassette các bạn, chuyên đánh chim đêm. Mình thì không có rảnh được mấy thời gian cho các bạn, nhưng mà theo nhu cầu của một số anh em á, mình sẽ làm một cái clip nói về một cái máy băng và chỉnh đầu từ, dùng cách chỉnh máy đánh chim đêm. Anh em chuyên nghiệp thì rất là ok rồi, mình không nói đến nha các bạn. Có một số anh em mới vào nghề á, chỉnh chưa được á. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em chỉnh. Cái máy mình thì các anh em không còn lạ gì nữa ha. Ở sau này có hai nút cấp nguồn. Đây là cộng trừ 12V, đây là dắt cắm calo. Đây là bass và nút là chép âm lượng. Nút này là nhận để gạt tiếng các bạn. Còn đây cần gạt nó bẻ lên mình chỉnh tốc độ nhanh chậm. Còn không bẻ thì các bạn bẻ xuống, các bạn khỏi chỉnh. Dàn cơ thì tự động cốt nha các bạn. Để mình test máy cho các bạn và các anh em nghe qua nha. Test máy trong nhà thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha các bạn, chứ hay dở thì mình đem ra ngoài, bởi vì trong nhà thì hơi vọng tiếng, các anh em và các bạn thông cảm ha. Đây mình nhận vào, cái băng này thì lâu lâu nó bị chặt tiếng các bạn. Các bạn và các anh em bẻ lên thì mình chỉnh nhanh chậm. Và xuống chậm, rất là chậm. Cái dải chậm lẹ này rất là rộng các bạn dễ chỉnh. Có một số anh em mà sợ hù với xè, không lên bát, không lên chép thì đánh nó chim đi yếu các bạn. Băng thì nó hơi hù với xè nhưng tiếng nó thật, nó đi chim mạnh hơn cái thẻ các bạn. Cái đầu từ thì các bạn cứ xả ốc ra, ốc này các bạn xả ra. Nếu anh em nào không chưa biết thì mình cứ lên hết chép. Xả ra lên hết chép để nghe xè các bạn. Mình chiếc từ từ vô. Tới cái chỗ lớn đó các bạn xiết vô một ít nữa, cho tiếng vừa tốt nhỏ là đúng đầu từ các bạn. Cái đầu từ này lúc mình gửi máy cho các bạn, mình đã chỉnh cân chỉnh sẵn rồi các bạn. Các bạn gì cứ đánh, rồi từ từ các bạn sẽ chỉnh sao. Và cái cốt trắng này các bạn nhớ chùi sạch cho mình ha, để nó quấn băng không bị sập. Khi mình xài lâu lâu cái nhựa băng nó ra, nó đóng vô cái cốt trắng này nè, nó quấn băng nó hơi bị lợn lợn á. Cùng băng các bạn đánh đêm thì ít nhiều sương gió, các bạn sáng các bạn phơi một tí xíu ha, phơi nắng hoặc phơi gió. Máy này thì bắt bạn đánh chích cũng được, chứ không gì bánh chim nhỏ cũng vẫn được. Các bạn hãm bát lại,
các anh em và các bạn nào muốn tiếng chim á, thì cứ alo thẳng mình, hoặc là hỗ trợ chỉnh máy này kia cứ điện thẳng mình ha. Tiếng chim thì mình có thể tặng qua Zalo các bạn. Mình thì có rất nhiều máy, các anh em nào muốn nâng cấp máy hoặc là thay guộc máy á, thì cứ alo điện thẳng mình ha. Mình có rất nhiều máy. Đóng đó là máy của anh em gửi các bạn. Rồi đôi lời chia sẻ của anh em ha. Hẹn gặp lại clip sau nha. Thân ái chào anh em.